làm 3 ngày mà nó lốc hóp nó lên là như thế này. Bà con thấy không? Đó, đây là cái thức ăn tự nhiên đấy, cho tôm đấy, tốt lắm đây nha. Đây ở đây thì tôi có hướng dẫn đầy đủ hết tất cả các thứ này. Đây. Rồi, kính chào bà con và quý vị đang ủng hộ cái kênh Bác Sĩ Tôm. Thì kính thưa bà con và quý vị, thì hôm nay là ngày đầu tiên mà công ty Trúc Anh thả giống trên cái khu nuôi tôm công nghệ cao ở đây. Mà như đợt trước mà chúng tôi có nói đó là nuôi mà không có che bạt. Đó, cái thứ nhất là không có che bạt, cái thứ hai ở đây là không có sử dụng các cái loại hóa chất như clorin, thuốc tím đó trong ao nuôi. Và đây là toàn bộ đấy là hệ thống ao lắng, ao lọc. Và như vậy chúng tôi sẽ dùng cái điện phân. Đấy, nói không dùng hóa chất nhưng mà chúng tôi sẽ dùng cái máy điện phân để chúng tôi xử lý cải tạo nước. Và hôm nay là cái ngày thả giống. Thì ở đây bà con biết rằng là cái ao dèo này là 300 m², và chúng tôi là thả khoảng 1,6 triệu đấy. Vì thả thì cũng giống như bà con, so sánh là về chất lượng giống ấy là chúng tôi cũng cho cao bằng. Không phải là do cho thả giống của công ty mà chúng tôi sẽ chọn cái hồ đẹp nhất. Bà con họ mua thì cũng phải mất tiền, và chúng tôi thả giống đây thì cũng phải cho một cái mang tính chất đó là giống y chang bà con. Thì như vậy cái với 300 m² ao dèo chúng tôi sẽ gây lốc 3 ngày. Tức là mỗi một ngày như thế là chúng tôi sử dụng cho 4 kg thức ăn số 0. Đấy thì tùy bà con, từ thức ăn Grobet hay bất kể thức ăn gì đấy, 4 kg cộng với lại là 6 kg mật đường. Chúng tôi ủ khoảng 72 tiếng. Sau đó trong đó là chúng tôi sẽ bỏ thêm đây. Chúng tôi bỏ thêm là cái bộ 5 phòng và trị cái bệnh mà tôm chết 1 tháng tuổi, tức là gan tụy cấp. Và như vậy cái bộ 5 này kết hợp với đường, kết hợp với lại cái sinh vật này thì nó cũng sẽ tạo nên cái bio block. Bà con biết là mới có 3 ngày thì chúng tôi lốc nó đã lên như thế này. Đây là nuôi theo bio block thì bà con phải mua một cái lọ im hóp này. Khi có cái lọ im hóp này đấy thì bà con chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Bởi vì với cái bio block thì chúng ta mà được đến 1-2 như thế này thì mai mốt là bà con biết khi có tôm ra đấy. Đây là bà con này, quay sát cho bà con thấy. Đây là hệ thống vi sinh vật đó, và là các cái thức ăn tự nhiên như cò, bè, phốt đà, kính thừa, tất cả các thứ làm thức ăn tự nhiên. Và nó góp phần là giảm cái ô nhiễm môi trường, góp phần là không phải chúng ta là không phải trả bạc, góp phần là chúng ta là con tôm nó mạnh hơn. Đó, thì là như vậy, riêng cái tiền mà chúng ta giảm phí được trong cái vấn đề là nuôi bao block này thì là cái tiền thức ăn là chúng ta cũng đã giảm được cả 100 triệu cho một cái hồ và hơn 1 triệu giống này. Thì đây là những cái mà công nghệ ở đây bà con chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi. Bà con mà thấy cái kênh này đấy, thấy hôm nay tôi chia sẻ thật như thế này đấy, thì thấy hay thì bà con đó dành cho 1 phút là chúng ta có thể là chia sẻ, bấm like, share, rồi mời gọi các bạn của mình vào để cũng biết đâu ngoài đấy thì trong số bà con ngoài kia cũng đang rất cần những cái mô hình thực tiễn như thế này, cách làm thật như thế này. Và đây là chúng ta cũng tạo phước giúp cho những người khác, bởi vì đây là một cái kênh mà chúng tôi là đem đến từ lý thuyết cho đến thực tiễn, và từ thực tiễn quay ngược về lý thuyết để chúng tôi ta hoàn thiện và góp phần cho cái ngành tôm của chúng ta phát triển một cách bền vững, và chúng ta có trách nhiệm hơn với những người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và với cái mô hình làm được như thế này, bà con ngoài kia chúng ta đang chuẩn bị mà cải tạo thả giống cần tư vấn thiết kế nha, cần tư vấn thiết kế và thi công, liên hệ ngay với Trúc Anh. Các kỹ sư chúng tôi tập thể với 20 năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ cho bà con giảm phí nhất. Cái thứ nhất là bà con biết rằng khi cái ngành nuôi tôm này chúng ta chỉ cần bỏ đưa vào cái mô hình một phát thôi, ký một cái hợp đồng thôi, định làm cái gì thôi đã tốn tiền rồi. Chính vì để cho giảm phí thì bà con sẽ biết rằng bà con đến đây nó xây nhà thì tùy, đến bây giờ là nuôi tôm công nghệ cao thì cũng giống như xây nhà là cấp 1 chứ không còn phải là xây nhà cấp 4 nữa. Cấp 4 thì chúng ta chỉ dựng lên người ta lợp tranh mái lá là chúng ta thả được, nhưng mà với nhà cấp 1 thì chúng ta cần cái bản thiết kế. Thì bà con cũng hãy liên hệ ngay với công ty Trúc Anh để tập thể Trúc Anh sẽ hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ giúp cho bà con có một cái hệ thống ao nuôi có một cái chi phí mà nó giảm nhất, giảm cả nhiều tỷ chứ không phải là 1 tỷ trên cái khu nuôi của mình. Và đặc biệt ở đây là bởi vì cái sợi dây kinh nghiệm nó rất chi là dài,
nhưng với cái tinh thần trách nhiệm cũng với những kinh nghiệm của 20 năm trong nghề, và hơn thế nữa là chúng tôi từ lý thuyết đến thực tiễn và từ thực tiễn trả về lại lý thuyết, thì bà con hãy đến đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con, tư vấn cho bà con, là tư vấn thiết kế và thi công luôn, và có thể là bao trọn gói cùng với chúng tôi, để chúng ta là ở đây chúng tôi sẽ là cung cấp giống, vật tư, thuốc thang, thức ăn, kính thưa các thứ, và chúng ta chia nhau lợi nhuận, lợi ích. Thì những ai mà đang yêu nghề, yêu với con tôm, yêu với cái sự nuôi tôm mà bền vững, có trách nhiệm về với môi trường, có trách nhiệm với cái người tiêu dùng, không sử dụng kháng sinh hóa chất, và lúc đó thì chúng ta sẽ đến đây hợp tác với chúng anh để làm sao chúng ta có được một con tôm sạch, có một cái hệ thống chuỗi tôm sạch có chất lượng để chúng ta đưa nó ra thế giới, đặc biệt đưa các cái nước mà người ta như Nhật Bản hay là Mỹ, những cái khách hàng tầng cao. Đây là pot mới có pot 7 thôi nhá. Tuy rằng giống nhà nhá. Giống nhà nhưng mà chúng tôi cũng chỉ tạp pot 7 thôi. Bởi vì với cái pot như thế này thì cái sức đề kháng tốt hơn, khi chúng ta nuôi theo ba block này thì da của tôm nó sẽ ăn. À, và bà con thấy nha, chúng tôi không có phải là thả giống nhà, chúng tôi chọn là giống to nha. Ha. Rồi là giống phải bự để mà gọi là, ví dụ như ngày thả giống mà là chúng ta là lớn hơn so với bà con là được mấy ngày rồi, nhưng bà con thấy nha, quay sát vô. Em phải quay sát vô. Phát vô để cho bà con thấy rằng là post của chúng ta là đây, các em đứng gần đây, đây là các kỹ sư của đấy, những người mặc áo đen là những là đấy đấy. Bà con nhìn thấy nha, post này chỉ có mỗi post 7 thôi. Đấy, post 7, post 8 thôi. Đấy thì tùy, nhưng mà thực tế là bà con thấy này, đó, đây là dòng siêu tăng trưởng. Và như vậy là chúng tôi thả đấy, là thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sơ qua một cái cách là nuôi ba block và là cách thả tôm. Bởi vì giống từ trại giống mà đến cho công ty ở đây thì là chỉ có 8 cây số, nhưng mà chúng tôi vẫn đóng đây, bà con, chúng tôi vẫn chưa đóng đàng hoàng đầy đủ ở đây. Đây về giống này, rồi bộ năm đây, thì như vậy đó, để gây ba block, bà con biết là với gạo 3.000 như thế này thì chúng ta sẽ dùng khoảng 4 kg thức ăn, như hồi nãy nói đấy, 4 kg thức ăn số 0. Nếu ví dụ như bà con cho ăn GROS thì chúng ta sử dụng GROS, bà con cho thức ăn khác thì chúng ta sử dụng thức ăn khác. Thì như vậy chúng ta ngâm với là mật sỉ đường là 6 kg, bà con ngâm khoảng 72 tiếng trước khi mà chúng ta lấy nước vào, chúng ta làm như thế 3 lần thì lốc nó sẽ lên, lốc nó sẽ lên là giống như vậy. Và trong đó là bà con sẽ sử dụng cái bộ năm này, trong cái bộ năm này để chúng ta ngâm và làm 3 lần như thế này. Thì đây là chúng tôi, đây là tí nữa là bà con sẽ coi là chúng tôi sẽ cắt cái hồ ngâm. Và như vậy như là trong cái bộ năm đấy, cái thứ nhất này để gai một gây ba block thì có 4 kg thức ăn số 0, 6 kg mật đường nha, trên 300 mét vuông nha, 6 kg mật đường cộng với lại là bộ năm này. Bộ năm này thì gồm có Qfara là một cái sản phẩm từ cái luận án tiến sĩ nha. Đây, cái này thì có chứa cái vi khuẩn Bacillus subtilis, thì như vậy nó có hoạt tính kháng khuẩn để mà kháng được cái vi khuẩn Viroparamycus mà gây nên cái bệnh mà tôm chết 1 tháng tuổi, gây nên cái bệnh là trắng gan, chống ruột. Thì kết hợp với đó thì đây là Taponro, một cái sản phẩm mà bà con cũng biết rằng đây là một cái sản phẩm đã đi vào lòng dân rồi. Đây, mọi người là dùng cái sản phẩm này, nó đã được nhà nước cấp, đó là cái chất để thay thế chất Chivaflin, là như vậy là một cái hóa chất mà diệt nấm cực kỳ độc hại, diệt nấm, diệt cái bệnh đóng rong, đen mang, đứt dâu, sâu đuôi trên tôm. Và như vậy là những cái sản phẩm này thì đã đi vào trong dân, từ ao đất cho đến ao siêu thâm canh, để trị các bệnh đóng rong, đen mang, đứt dâu, sâu đuôi hay quản lý tảo này, tảo xanh, tảo đỏ, tảo sợi, tảo dây, kính thưa các thứ. Thì như vậy đó, bà con chúng ta cũng đã quen rồi, đó là ngâm hai cái này cộng với là cái beta lucan. Thì bà con biết beta lucan là một cái chất đại thực bào, tức là beta lucan là 1316 cung cấp cho tác động đến cái hệ thống đại thực bào của con tôm. Vì con tôm chúng ta đã biết rằng nó không có bạch cầu BT, cho nên là cái hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái hệ thống bổ thể. Và khi cái này B1316 nó đánh vào cái hệ thống đại thực bào của con tôm thì nó co bóp giết chết cái các cái vi khuẩn mà nó xâm nhập vào. Và cái men tiêu hóa T-Boost thì bà con cũng đã biết rồi, thì đây là cái men tiêu hóa để là cung cấp, đây là các cái vi khuẩn lactic đó, lactic như là Bacillus lactic, Bacillus acidophilus, kính thưa tất cả các thứ, các dòng này. Thì là như vậy bà con chịu yếm khí như vậy nha, cộng với lại tapitmin nữa,
là năm thứ. Đây bà con sẽ nhìn thấy, đây là cái cây lốc, là hình ảnh về lốc nha. Đây bà con biết cái bình im hóp nó như này là 3 ngày mà nó lốc hóp nó lên là như thế này. Bà con thấy không? Đó, đây là cái thức ăn tự nhiên đấy cho tôm đấy, tốt lắm đấy nha. Đó, bà con thấy nha. Còn đây là chúng ta ngâm như nãy giờ chúng tôi nói đây. Đây. Còn kính thưa bà con, cái thùng này nha. Cái thùng này ấy là tôi đã đặt để cho bà con chúng ta và sẽ tặng cho bà con để bà con có thể ngâm cái bộ năm dinh dưỡng phòng trị ngâm ủ vi sinh. Đây ở đây thì tôi có hướng dẫn đầy đủ hết tất cả các thứ này. Đây và cái này bà con có thể là đựng được gạo này, có thể đựng được là quần áo này. Và đây bà con thấy tôi đã hướng dẫn cho các cái cách phòng trị bệnh ở đây. Đó. Ghi rất rõ ở đây. Đó. Ở nơi đây thì đây tôi cũng đã in ở đây. Ở đây bà con biết là chúng ta sau khi chúng ta làm này thì chúng ta đây ngâm ủ như thế này. Đấy ngâm yếm khí như thế này. Đây bà con thấy ngâm yếm khí đây. Nha. Đó. Quay rất kỹ cho bà con. Bắt đầu mời bà con bắt đầu tôi thả cái lô giống. Đầu tiên này mới nhé. Rồi thế này. Tập trung ơi. Bà con cần tư vấn thiết kế thi công và muốn bao trọn gói thì hãy liên hệ với chúng tôi. Đấy, cùng hợp tác với chúng tôi. Và ở đây chúng tôi cũng nhận đào tạo để tư vấn hướng dẫn rồi cầm tay chỉ việc cho các em có trình độ từ lớp 9 trở lên yêu thương với cái nghề này. Đó, yêu thương bà con nông dân thì đến đây chúng tôi cũng sẽ đào tạo và hãy liên hệ ngay với là công ty Trúc Anh. Đấy, vâng. Chúng ta cùng Phúc đấy nha, bà con thấy nha, lốc thấy rồi này. Cách thả giống á, thật ra là nó phải rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ở đây tôi sẽ có một cái cách thả bà con đã thấy quen rồi nha. Bà con thấy này, tôi quay 1, 2, 3 là nó bay ra biển lớn này. 1, 2, 3, mau ăn cháu lớn anh thương. Hôi, đấy bà con thấy đấy.